Game này có cô giáo nhỉ, ngon. Có bà già, bà giáo già đấy. Player đấy, đấy ở Có bà giáo già đấy. đi mẹ, game có quả thì mẹ về quần áo mẹ trông như kiểu là ăn xẻng, trông như kiểu là trung Đâu, cổ đấy, chỗ nào? chỗ custom nhân vật đấy. À ra custom được cái gì? Có một quần áo trông thì mẹ trông như kiểu là nhân viên Hàn cà sẻng phê à? này. Hàn xẻng lắm luôn, Ngon. trừ 150 đô Mua phải mất tiền. một tiền. Thế mẹ. Trông cậu đi game này thì phải có cả mẹ mày áo giáp trụ thời trung cổ ạ, vãi lồn tiền mẹ rồi. Đến trường bây giờ phải thế, bạo hành Đeo đấy. nhiều. Đợi tí ta tạo server đây. Đéo đến trường được mang cả mày, kim tiêm à hay gì đấy. Lại gì mà thuốc chuột à, chai thuốc độc đéo hiểu mang nó trường được. Gì Thế nó Gravity Open là mới bố đời đâu, customization như nào toàn phải tại mua chưa vào thế game. này thì tiền đéo đâu ra luôn. Thử vào game nó như nào. Rồi rồi từ đã. Đàn. Rồi. Rồi ok, hello game. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Hôm nay là ngày 17 tháng 4. Hôm nay thì tôi nói thật với game, thời tiết thì nó tôi thấy nóng vãi lì mà đéo sao thằng Đạt tôi kêu là thời tiết ngày hôm nay chỉ hai mấy độ, một đấm vào mồm mẹ. Mấy độ 20 độ mà, nào? 20 độ hai nào? mấy độ Ít nhất thì là trong 32 độ C, đéo hiểu đâu lôi đâu ra hai mấy độ. trong phòng của em có 24 độ, À đéo ừ hiểu. còn Đấy hiểu sao cái trên đóng lại mát thì ừ, đúng đà nói chuẩn anh em ạ, trong phòng tôi hiện tại cũng chỉ có 25 độ thôi vê đúng. Vũ chỉ ra khỏi phòng lúc để tắm rửa, ăn ăn uống để Gì đái chứ là Vũ thì đéo nào thì bắt cháu chun phải nằm không quạt à không điều hòa phòng em thì bố về lớn ok gì thật cả đéo ngày hiểu lạnh mẹ. thì xuống tối đa là 28, đéo thì xuống hơn được Đéo hiểu đấy 28 độ thì bật điều hòa làm đéo gì. mà thôi 28 được vậy thì tắt thể chi đi thể 37 độ thôi bật thì... điều hòa 28 độ thì thôi tôi thật với anh em chứ mẹ mua phí cái điều hòa ra nói một cách mắc kiểu khi mua là văn hoa 18 thì độ là nó chỉ xuống đến thế thôi, nói văn hoa thế là thôi 18 độ là thì đéo nào. bật cỡ 18 nó chỉ xuống được có 28 thôi. Điều hòa kiểu Anh có nhìn thấy không? Điều hòa chắc từ thời thật điều Napoleon. hòa chắc cái đéo vệ sinh cái Mua gì cái mới gì đi anh thật em như thế bên không, hay là anh nhìn về cái số ở trên điều hòa anh bảo là 25 độ. đéo bao giờ có chuyện bật điều hòa 18 mà nó lại xuống hai mươi lăm hai mươi Đéo tám độ hiểu liền. Vũ nói cái chuyện tôi, anh nói em như có nghe được lộn. cái mồm vừa nói không mẹ, nó kêu là điều Đéo hòa được hiểu 18 độ ở trong phòng phòng này 28 hai tám mới con cái kẹt. phòng tắt đi biết bao nhiêu độ không, phòng tắt đi 37 độ thì xuống 28 là mẹ vãi lồn làm gì. Đấy, anh em xem Tiền lý luận. của anh mà để Cái xuống gì 18 thì là máy lạnh vãi lồn lý luận của coi như là trưởng ban nghề cộng nó là như thế đây các đéo bạn, hiểu tôi đéo gì hiểu. chán. Bảo sao phàm Điều xuống hòa hạ nó bật vũ đấy. đủ khả năng của nó chứ mẹ nóng quá thì làm sao nó cuốn nữa Trưởng xuống ban đến như vậy là chết rồi. thì đéo hiểu liên quan con cặc cái 18 độ là nó 18 độ chứ đéo Thế hiểu. tình Mày không bật được không cái trưởng xuống ban đến thế thế này bảo sao Notus không bị gỡ của App Store thì cũng đúng nhá. thôi chứ còn gì xem thế nào Còn chứ bắt đầu là nôn bông tiền hoa cho xanh, anh gì nhỉ, anh gì tóc bạc nhỉ của anh Apple Tim nhỉ. Cook, Anh Tim Cook Tim nôn tiền cho anh ấy đi, anh ấy cho lên lại chứ không thì buồn đéo nào hoa đéo sen xuống hiểu buồn mẹ. thế, hoa sen xuống mẹ buồn rồi thì Rồi ok, ngày hôm nay thì tôi giới thiệu đến anh em cái con game này thì nó vừa mới ra mắt cách đây có một ngày thôi. Tôi tự nhiên tôi lấy email, thấy nó bảo là bọn ta vừa mới ra con game mới này mày có chơi không? Kéo xuống phía dưới thấy có ba cái key, rồi tôi bú vội mẹ gửi ngay cho Vũ cho Đạt tự mình active một cái đỡ mất tiền mua game. Thật với anh em, dạo này nó khó khăn đấy, thành ra là con game này trên Steam nó bán bao tiền nhỉ? Hình như đâu như 700 nghìn hay sao ấy, đắt lắm ấy. Đùa đâu. Tôi đoán bảy trăm nghìn ừ. game AA. à
là 1,2 triệu đến 1,4 triệu. 700 chỉ là A phẩy 1,5 thôi. Đấy, game này là mẹ ABC. Con game này thì anh em có thể dịch tiếng Anh của cái từ Bad Guy at School, nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nói chung là đấy. Tên game chúng ta suy luận mà không thấy cô giáo nó dạy học sinh kìa. À, chơi game này cẩn thận cổ suý nhá. Yêu hiểu liên quan gì luôn. Bạo lực học đường đấy. Chả liên quan đến bạo lực học đường lên, luôn. Mai phải lên về một đấy. Một thôi. Chữ là thầy, nữ chửa cũng là thầy. Đéo hiểu nữ chửa cũng là thầy. Hay nhở, hay. Con game này thì nó sẽ chia làm hai team, bọn tôi có thể co-op với nhau được. Một phe sẽ là thầy giáo, một phe sẽ học sinh. Mà anh em đều biết được rồi, tức là nó là một cái tựa game funny thôi. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, một tựa game rất là funny ở trường học. Và học tôi cùng Đạt sắp xếp đội hình rồi, tôi và Đạt sẽ là hai học sinh. Nói chung là ngoan ngoãn ở trường, rất là ngoan, thuộc cái thể loại gọi là đứng đầu lớp đấy, luôn luôn ngoan ngoãn, không nghịch ngợm, không gì cả. Còn Vũ sẽ là thầy giáo. Vũ tí đã vào chọn thầy giáo, tự biết thằng nhân vật nào của mày rồi nhá. Thằng rất giống mày, tự vào server name là DCT password 13156. Rồi. Game đéo thì vừa mới ra mà nhiều mẹ server thế này. Thế nó mới bố đời, mẹ game mẹ bố đời mà. Tô giáo Vũ, đây Vũ thành nhân vật đây, tôi đã nhắm cho Vũ ngay anh. Anh trên đầu Vũ nhá. Thì dễ. Giống lắm. Đây tôi giờ tôi chọn học sinh nào cho ông nhìn. Ai Đạt là thằng học sinh thứ hai thì còn đéo gì nữa. Mày chắc chắn là học sinh thứ hai mẹ luôn. Em là thằng này. Thằng ba. Nào? Thằng tư. Thằng thứ tư à? Rồi, thế thì tao sẽ là thằng thằng đầu tiên. Rồi. Chọc đi mẹ, chọc chán vậy. Chọc à? Chọc cái bộ Dũng em... chọc mà không biết cái danh tiếng Dũng chọc à? Em thằng thứ năm luôn. Ra đéo gì. Vũ đâu rồi? Thầy anh Vũ đâu mày, rồi? Đâu Đạt ở đây rồi, rồi hello. Hello. À, chào cậu. Thầy hello fan. Thầy giáo đâu rồi? Thầy đâu? Đi tìm thầy thôi. Thầy đâu? À thầy ở trên phòng giám hiệu tầng trên. Đạt lên tầng trên đây cơ mà. Thầy Vũ đâu rồi? Vào sở học rồi kìa. Đâu. Ui giời. Ôi đi có mẹ học sinh kìa. Đi có mẹ. Ôi kìa. Thầy với chúng tôi. Thầy với chúng tôi à. Đi. Chuy. Thôi thôi mình tính Đạt, chúng ta là học sinh mà, mình phải diễn cho đúng học sinh, mình phải diễn cho đúng là một đứa học sinh. Đéo hoài lại chơi đấy. Mình tính là thì thầy Vũ vào dạy dẫn học trò vào lớp, cái đầu đến trường, đéo hiểu. À tức là cái trò chơi nó sẽ là như này, phe tôi là phe học sinh sẽ phải làm những cái nhiệm vụ mà nó để góc trên bên tay phải ấy, tức là mình sẽ sử dụng thuốc nổ để chơi cảnh sát, còn Vũ sẽ phải ngăn bọn tôi là không cho phép coi như là chơi cảnh sát. Nhưng đâu, mà... cho Dũng đâu rồi, Dũng cái này đây. Bình tĩnh đã, đâu, thì đi tìm thầy ở chỗ đéo nào, đéo hiểu. Giữa thầy sân đâu? Trường. Giữa sân trường. Đây, đằng này, đây, thầy đây. Đéo hiểu thầy thì bệ, đâu? Ủa trường là trường đại học ấy chứ. Ừ, đại học mà. Vin rồi, school. Đâu. Thầy đéo nào có chỗ này giữa sân trường, thầy đéo đâu? Em đang giữa sân trường đây, đéo gì? Sân trường đéo được nhỉ? Nào? Có thấy thằng đầu hói đéo đâu? Đâu, anh đang đứng đâu, nhảy xem nào. Đi con mẹ! Nào! Đó. Sân trường. Ôi trước hay sân trường sau, đây có hai cái sân trường liền, đéo hiểu. Ôi đi con mẹ, thầy giáo đéo lại mấy mùi hiểu. Đi. Đạp dẹp lết rồi. Giờ như thầy à. Mẹ. Là
áo. Nó phải đan đâu, á thì để cố đấy. Đéo hiểu nữa. Chạy lên xuống em nào. Thì vậy đéo hiểu dẫn học trò vào lớp xem nào chơi. Chơi cái đéo gì đây. Mẹ. Đéo hiểu mẹ. Cũng xuống xe xem. Xuống xe đi, đéo hiểu, bình tĩnh để tìm hiểu game phần vào lớp học cái xem nào. Đéo hiểu thầy chạy thì mẹ còn hơn cả tội phạm. Đi ra đây, có ai làm cái gì đâu, thằng Đạt vứt cái vũ khí đi. À, đâu rồi, Đạt đâu rồi. Vứt vũ khí đi thì thầy mới sâu mặt ra đây, không thầy chạy nhanh VL. Ôi đi con. Cái đéo gì đấy. Đi con mẹ. Đi con mẹ rồi. Đi. Ôi ôi. Đi xa đi con ấy. Đã thế thì. Đạt à. Ông. À, hơi cay mắt đấy. Ông lão chúng tôi. Ôi, cay mắt. Em chết rồi. Ôi đi con mẹ. Thôi, em xin lỗi thầy thôi, em xin lỗi thầy. Thầy đi đâu? Thôi. Em xin lỗi thầy. Đến giờ học rồi kìa. Em học ở đây. Mission complete rồi. Vào đây. Đi đéo đâu này. Ơ? Đạt đâu rồi? Em đang ngồi trong này này, đang học. Đâu, trong lớp nào? Đi về thằng Vũ tân đấm. À quên thầy Vũ. Đằng sau bên trái. Đâu? Đây à? Cái chỗ phòng vừa Vũ vừa vào ấy. Đấy, vào phòng học ngồi đang hoang, đéo hiểu. Đâu có thầy đéo đâu. Đây. Đâu? Đây. Đang ngồi máy tính này. Đây là phòng học của mày đây à? Phòng đây à? Đây là phòng y tế. Đâu, có thấy phòng học đéo đâu, phòng nào đây? Đây, phòng này, đây cơ mà. Rồi đây, phòng đây, đi vào đây. Phòng đây cơ mà, vào đây. Đây, thầy đấm luôn đi mẹ. Đấm đau vãi lìn thầy, mẹ đã đấm. Đấm đau, đây em vào rồi ạ. Dạ. Nào. Ây à. Ngồi học mẹ thằng bất dậy. Mày đấm thầy tao, ơ đi. Bất dậy. Trường này nó nóng. Thầy thì mẹ đóng ạ. Thầy để em. Bố láo. Thầy ạ. Mặc giá chạy thôi. Thầy để trông thầy chạy trông còn phải ôm bụng chạy trông ngu cái mẹ học trò mất dạy quá. Đéo thể nhìn được. Thì mẹ vỡ con mẹ bụng mất. Thì mẹ Dung thì làm mẹ ở phòng y tế anh Dung ạ. Nào đấy. Mẹ đéo hiểu. Đéo hiểu làm nên con dân vật trông mẹ. Em ơi. Đi vào trường học đi em ơi, đéo gì. Vào lớp đi. Ôi đi mẹ đéo gì đấy, thầy còn cầm cả đi. Nào. Nhiều nè. Thầy điên mẹ rồi. Chạy thôi. Ôi con mẹ. Ồ, kẹp con mẹ vào rồi Đạt ơi. Trò dụng phải là chạy ông lại chạy. Là tụi mẹ. Tụi mẹ gì đấy. Quần đó gì đấy? Quần đùi hoa. Ông gì tụi quần đấy? Ông đi đâu? Ông đi. Vào tiếp rồi mà còn chạy lung tung. Đi mẹ đéo chơi thì đang buồn cười, đéo chơi nữa đi mẹ. Ông chạy rồi. Đi cơ, chạy thôi. Thôi nhảy mẹ từ tầng 2 xuống à? Ông chạy đâu? Chạy. Chạy với chúng tôi. Chạy với chúng tôi. Thôi được rồi. Thế này nhá. Thôi bây giờ là chúng ta tập trung vào đúng giờ học cái này. Đéo bẩn thỉu nữa. Đi xuống tập trung thế thôi. Đây là linh tinh thầy trò là gặp nhau buổi đầu. Thật làm thân. Cảm ơn anh em linh lót.
thầy và trò có thể hành xử giống người ở trái đất được không? Thầy trong phòng y tế vừa mới ra, vừa đón thầy phòng y tế đã đạt. Thầy phòng y tế đấy. Đấm xong là thường là sẽ đâm phòng y tế. Ở nhà mẹ phòng vệ sinh nữ rồi. Poison và Cruz 5 student, một thằng, hai thằng, ba. À đây đây đây, nhiệm vụ của mình cái này. Nhưng từ từ đã, để lên lớp đã. Ring Magic Potion cái gì đấy. Lên lớp đã, thằng Vũ đâu rồi? Mày. Đã hiểu được cơ lớp. Quên, thầy Vũ đâu rồi? Thằng Vũ đâu rồi? Bỏ mẹ, thầy Vũ đâu rồi? Cái đéo đây. Làm cái gì đây? Thầy ơi, em trừng phạt thằng này rồi. Để thầy vào đây. Đó. Ôi ôi, đi cơ mẹ. Đi cái gì đấy? Thầy là nhiệm vụ. Đi. Con chó đạp. Ồ. Ơ kìa. Ồ. Ơ kìa. Ok, em kia đạp đạp máy kìa. Magic Poison ở chỗ đéo nào ấy nhỉ? Từ từ, đạt đây, bây giờ mình phải đi. Nhìn được xin lip không? Đi vẹn đen. Đen xì. Ồ, từ từ đã, bây giờ như nào? Bây giờ nhiệm vụ của mình phải làm cho nhiệm vụ đây này. Đạt kia, nhiệm vụ của mình bây giờ là phải đi uống một cái coi như là bình thuốc, xong cờ rớt 5 em học sinh. Bình thuốc đó là cái chỗ nào, mình nhìn xem nào. Ok. Đạt chết mẹ rồi. Tìm bình thuốc. Để biết bình thuốc ở đâu. Chỗ đâu? Bình thuốc đâu nhỉ? Bình thuốc ở phòng hóa học. Đâu? Ở đây nó chỉ màu vàng đây này, dưới đây màu vàng này. Đâu? Đây. Đừng cho lão Vũ biết, đừng cho thầy Vũ biết đây này. Đây rồi. Đây. Lớp 5 em học sinh. Ở gì đấy? Ở đấy chỗ đấy à, chỗ đấy chỉ có mẹ ba anh lực lượng thôi. Đấy, xong rồi, The Ring the Potion. Đi. Đi tìm mẹ thuốc để cơ rớt được các em cơ rớt. Chỗ đeo đây. Đây đúng không? Đây. Mày điên là đấy là cái gì mẹ xịt cháy mẹ rồi à? Tiền này. Nó sáng lên. Ngon, đâu đấy là vũ khí. À cơ rớt là nghiền nát à? À nghiền nát. Nghiền nát. Ở đây 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 đây. Chắc cái này đấy. Ở đéo phải. Cái nào đấy? Ở đâu đấy? Cái đéo nhỉ? Mẹ Magic Potion ở chỗ đéo nào? Khổ, mình lại cứ cơ rớt, lại cứ tưởng là cơ rớt từ ngày xưa. À cả cơ rớt các em gái. Hóa ra là mẹ nghiền nát 5 thằng. Map này rộng lắm, có phải ở trong trường không đâu. Thế à? Mẹ game thế giới mở à? Thế giới mở. Lái ô tô đi mẹ, tẹt vô luôn. Tap. À. Thì làm cái gì? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đi nhanh mét lồn luôn. Cảm ơn anh em đao mét đôn. Dis. Phải ngồi map này phải rộng bằng nửa cái GTA mất. Hay là thế nào đó nhỉ? Mẹ phỏ chết mẹ, gãy mẹ chân đầm. Đi xuống tập trung nhiệm vụ của mình, thằng Vũ phải ngăn bọn tao đéo cho làm chứ đéo hiểu. Mẹ thầy lại lái xe đi về nhà. Anh ở chỗ đéo nào? Trường chứ đâu. Quên mẹ vị trí trường rồi. Đến mẹ. Thầy quên mẹ trường. Đạt đéo cho cái thằng sở người cơ. Mẹ. Ây à. Ui. Cầm cái này thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Thế hiểu lắm. Trường ơi, trường ở đâu? À kìa rồi. Làm nào để mày dùng được cái đấy đấy hả Đạt? Mẹ nó chứ. Ấn tab. Chọn rồi nhưng mà nó có được đéo đâu. Quay. Quay rồi. Anh quay mấy lần là được mà. Mà đi. Đi theo qua trường rồi. Được đéo đâu. Cứ đấm bừa đi à? Đấm bừa nhá, đấm bừa đâu sinh nào đây, đấm bừa đâu sinh. Đuổi theo con này. Là sao? Đấm bừa phải được 5 đứa. Ôi trời, thầy lái ô tô đến rồi, muốn đi mà chạy. Thế này có phải đơn giản không? Thầy lái ô tô. Đi. Ôi đi mà chạy 5 một thằng bay vào cửa sổ bay trong rồi. Vãi cả cút. Tuổi gì? Tôi đi ở ghế đá ông đâm ra. Ngã rồi à, cho đạp. Chó đó. À, đây tôi đứng đây, ông giỏi ông đâm tôi đây. Ông giỏi ông đâm tôi đây. Ông giỏi ông đâm tôi đây.
Giỏi đâm đê. Giỏi đâm đê. Đéo được, đánh 5 thằng không được anh em, mà phải uống cái Magic Potion cơ. À, sao có đấm 5 thằng? Bây giờ phải uống được 5 thằng cái Magic Potion để vào cái phòng khoa học xem sao. Đi đấm đâu? Thằng Vũ nó sẽ phải có nhiệm vụ là ngăn mình không cho mình làm những cái điều bệnh hoạn. Đang ăn đây. Ôi mày đéo thì làm mẹo đi. Con mẹ bắt lột xe lên điên. Lên đéo nhiều xe điên làm vào trong trường rồi. Mission fail mẹ rồi. À đây rồi, đắn ơi. Bắt một lão già. À trói một lão già vào rocket. Vũ đây rồi, bằng dây thừng. Vũ đây rồi. Ôi dạ, cái đéo gì? Tiếp con mẹ. Hay lắm. Chạy thôi. Ôi mẹ bắt một đi con mẹ. Bây giờ phải lấy cái rocket đã, xem rocket ở đâu đã. Từ từ xuống gặp cái thằng đầu gấu cái đã. Gặp thằng đầu gấu đã. Không đi tìm rocket. Mày. Đi. Ôi trông thầy chạy lên chưa. Nhanh. Ông làm sao? Đéo ít tao hack được à, Rồi, tốt rồi. Chỉ Mission 3. Đây rocket ở kia rồi, đây rocket ở kia rồi, rocket ở kia rồi, đây rồi, rocket đây rồi. Chuẩn bị chơi vũ nha. Đây. Đây rồi. Bên kia cái bên này là cái dây thừng. Dây thừng tao có rồi. Thầy làm béo gì? Có rồi à? Đây bên này rocket ở bên này. Mày xa thế. Nếu mày phải có xe, lúc xuống đến xe là đây. Phải có xe mới đi lấy được. E đi. Đéo vào được. Lên sang xe kia. Tìm phải GTA rồi. GTA rồi. Đâu đây? Đây rồi, đây rồi, tên lửa đây rồi. Bây giờ phải bắt được thằng Vũ vào đây. Mẹ. À đâu, không được, không bắt được Vũ, chỉ bắt một người lớn bình thường thôi. Được tìm xem người lớn nào ở đây không. Có. Không thì phải vòng về trường. Vòng về trường thôi. Vòng về trường bắt bà ông ra đây. Thằng Vũ phải ngăn mình Đéo ngăn được. Đéo hiểu, nó không có mũi tên, vậy chỉ cái chỗ ấy ạ. Đéo gì, bọn tao đi rồi. thầy với chúng tôi. Thầy với chúng tôi. Này chị thầy này. Làm rồi. Tao xử lý thầy giáo rồi. Lên bắt thằng người lớn đi Đạt ơi. Thứ gì bắt đấy? Giống kiểu nhất lên trên đầu đây. Nhưng mà hình như chỉ có cái đấy thôi, em đâu bắt được. Đi vào lên nhanh ra đi. Cấp nó lên nhanh quá. Bỏ mẹ rồi. Phêu mẹ rồi. Phêu mày đéo hiểu mày làm gì lâu thế. Drop team on the tower. Đưa hiệu trưởng vào trong jetpack xong drop lên trên tháp. Mẹ lại phải ra gặp bọn đầu gấu rồi. Cả thằng Vũ nó lái xe ủi ra đây. Em lạc con mẹ đường rồi. Không đéo nào ấy. Thế giới hiểu. Kìa rồi. Ấn nút L để for respawn về trường. Đây rồi, hiệu trưởng đây rồi. Tao nhìn thấy hiệu trưởng rồi nhá. Mày. Hiệu trưởng tầng 2. Phải đi giải cứu hiệu trưởng ngay. Hiệu thầy giáo với chúng tôi. Ấn nút L để về trường. Thầy ơi. Tránh ra. Đây là Vũ mà. Em bố đời lắm rồi. Đây là Vũ hay ai? Vũ mà. Đúng không? Đéo đi đoạn Vũ đi mà dùng Vũ mày. Thì anh em sinh đôi về Vũ Đạt ơi. Hóa ra là hiệu trưởng là anh sinh đôi của Vũ. Đây là bố của hiệu trưởng gì đó. Đúng rồi. Anh Vũ ơi, ra mà xem em. Ôi thầy, em xin lỗi thầy ơi. Thầy video con mẹ rồi. Rồi tao bắt được thầy hiệu trưởng rồi. Làm nào rồi? Làm bắt thầy hiệu. Thầy hiệu trưởng lão tụt quần. Làm sao? Có làm rồi. Bây giờ vấn đề là không biết làm nào để bắt được thầy hiệu trưởng, nó không có bê.
Làm sao để đưa được? Biết thế nào được? À, mình phải có cái jetpack trước. Jetpack ở đâu? Đéo biết cái jetpack nằm ở đâu luôn. Jetpack nằm ở đâu nhỉ? Mẹ, game với chẳng wow mẹ. Chồng đàn cười. Cái jetpack nằm chỗ đéo nào? À, phải ra nhận nhiệm vụ ở chỗ ba thằng này đã. Ơ, đéo phải, mình nhận rồi. Đéo là nhỉ? Quần đất diệt mẹ rồi. Limino. À, táp lên giấy, lấy dây thừng trói lại. À. Ố. Dây thừng ở đâu? Nhưng mà đéo hiểu sao tôi không thể chọn được đồ nhá. Đéo hiểu thằng Đạt nó làm nào lấy đồ ra được. Ấn chuột trái. Ấn chuột trái. À, được rồi. Ơ, à, được. Thầy vẫn đang nằm ở trong trong lớp, Đạt ơi. Nhanh, thầy đang nằm ở chỗ này. Có mẹ. Ơ, thầy đâu mẹ rồi? Trốn mẹ rồi. Tiếng đéo gì nhỉ? À, lấy cái này trói mẹ Vũ vào. Ôi ôi, tiếng gì đấy? Thầy đang ở đâu? Thầy cặp ôi dồi ôi. Cái đéo ấy Vũ đang làm cho giếng phao trong nhà phòng thí nghiệm đấy. Ôi dồi, Vũ đạt mẹ. Ôi đi, cái gì đấy? Ơ. Đi về đi con mẹ. Bắn đi. Ơ đi con mẹ. Đi tao có cái vũ khí kinh quá. Mẹ đừng có nhờn với thầy. Cháu Đạt đâu? Cháu Đạt đéo hiểu lấy đâu ra khẩu súng bố đời đéo chịu được. Cháu Đạt gì? Đi con mẹ mày. Cháu ơi. Cháu giáo sư ấy con mẹ rồi thằng gì điều khiển kim loại kinh vẽ lồn đéo hiểu. Bây giờ phải như này. Tao chói Vũ còn mày bế Vũ lên thì vậy phải thế mới được. Ok đào ra đây. Nó đâu rồi? À đây, thiệu trưởng đây. Đào ơi, bắt luôn. Anh bắt đi, em bảo kê đó. Em rồi, tao bắt được thầy rồi. Đi nhanh. Ôi đi, phèo mẹ nó rồi. Nít năm bầu. Gì đấy? Tấn công 5 thằng nớt. Mua ở trong shop. Mẹ. Shop ở đâu nhỉ? Nhiệm vụ bố đời. Được rồi. Gravity weapon mà. Free hand là đó, nút F. Rồi, nói chuyện. Rồi. Đi ra shop, đi shop. Shop trong thị trấn thôi. Ui, chuyện này có cái gì đây? Đi đâu? Đi. Lấy xe. Thằng Vũ nó biết anh em mình đâu. Chọc đéo gì? Để tìm được 5 thằng nớt không ấy chứ. Sao không tìm được? Mấy thằng đau kinh chắc chắn là nớt chứ đéo gì. Đi tìm những cửa hàng ở chỗ nào. À đi rồi. Mẹ nó nhìn thấy mình rồi, lên xe chạy nhanh mẹ lên, nó bắn bỏ mẹ rồi. Ấy mẹ ông thầy vãi cứt. Ồ lên xe rồi đéo làm gì được. Ồ. Đuổi theo. Chui. Ồ. Đấy, em giỏi đuổi đấy, đặt đi đấy, em đéo đi nữa nhanh. Nào, em đéo thấy hiện lên. Em đéo thấy hiện lên ở đâu, anh cứ chết đi. Tìm xem cái shop nó, cái hình cái nào giống shop ấy, cái này đéo chỉ đâu. Đâu nhỉ? Thôi đi mẹ, thầy lao ngay phía sau. Xe nó phải được nữa. Đi. Ờ, luôn. Đi, xe hỏng rồi. Ờ, xe Vũ hỏng mẹ rồi. À, ngoặt mẹ. Đâu nhỉ? Bố đời ngay. Mày thế là tiền này. Shop nằm chỗ đéo nào? Có shop, có tiền cơ, có tiền. Tiền chưa? Tao thiếu đéo thì tiền. Tao có 30 đô tiền thế này. Vậy em có 15 đô. Thế là đủ mua rồi. Xem cái shop ở chỗ nào. Đéo có map bủng gì à? Mẹ. À đấy, đường này là cửa này vào trường đấy. Điên thế giới mở có khác rộng vãi lộn. Đâu rộng gì, chỉ loanh quanh mỗi một khu này. Hay là shop ở trong trường nhỉ? Hay là căng tin? Các bạn em for host. Hay là shop ở trong trường? Đâu nhỉ? Hiểu. À. Ít. Đấy ở shop ở đâu? Này như nào nhỉ? Ơi đi. Đây là căng tin này.
có hút được cái sen không nhỉ? Mờ không được, tôi thử mờ rồi đéo được. À, à, ơ đi, đang đang nhả ra rồi. Discord game. Nhả nở. Sau đây, sau đây từ sau rồi, sau rồi, từ sau rồi. Đâu 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 đâu. Đâu đâu đâu, sau đây sau đây. Mua nhanh, mua cung luôn đi. Ở trong trường này ở chỗ nào? Đây em mua cung, em mua cung rồi. Mua chạy vào trường bắn nhanh, còn đợi cái đéo gì nữa. Nó lại ngay. Nờ gì mà nờ, anh em lại nờ. Fail mẹ nó rồi. Mẹ nhiệm vụ chưa? Đi thầy thắng 5-0 rồi. Chưa quen. Đấy là do chưa quen. Mẹ bọn học trò yếu đuối. Đấy là do chưa quen. Lần này phải tịch ngay cái mẹ cái gì của Vũ nhá. Mẹ DCT này 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Tìm được thì tịch. Mẹ Vũ lần này đóng vai cô giáo thì gì nữa là tụt váy thử xem nào. Còn lại cái chặt tụt bẩn. Mà đấy là sao Vũ tông được quả thằng đặt dẹp lép người chứ tôi đéo hiểu luôn cả đấy như nào luôn ạ. Sợ với lìn tông dẹp lép mẹ người. Hay là quả đấy game một lỗi thế nào ấy chứ. À này rồi, cái này mới hợp với tôi này. Này rồi. Đấy rồi. Này chơi mẹ, anh này cho nó mẹ đồ tệ. Đồ tệ. Từ từ đã. Đồ à đi thả bọn gà, thả bọn hà gà ở trong chuồng gà ra. Hà gà. Sẽ có đồ gì không? Đâu, thả gà đâu? Chắc phải con dao giết gì nhỉ? Cảm ơn em búc. Chuồng gà đâu nhỉ? Thầy Vũ đâu rồi? Chuồng gà đã đi tìm chuồng gà xung quanh. Ở đây. Thằng Vũ là đóng vai là hiệu trưởng. Mẹ Principal. Nó đang đi tìm cái khẩu súng mẹ trước, nó bá đạo trước đấy. Thế giờ đi bảo vệ đàn gà. Đi tìm xem cái chuồng gà ở đâu. Mẹ, không biết trong trường hay là ngoài trường. Đéo hiểu, nó chỉ bảo là, à đã nhận nhiệm vụ đéo đâu. Không đi. À không, cái này là nhận rồi. Cái này là có luôn nhiệm vụ rồi. Bây giờ phải tìm chạy à, đấy rồi vậy cho NAD đi rồi chạy đi đâu đi thầy với chúng tôi này. Ô à kinh quá nhở à lão mẹ đang cứ đi phá chuồng gà nhá, tao mẹ bắt thôi mà thầy rồi bố lão với chúng tôi à. Ờ à, đầu bếp của trường à, đi tìm xung quanh xem. Ờ à, đầu bếp của trường với chúng tôi à? Cầu thang đâu rồi? Đầu bếp với chúng tôi à? Nào, chạy đi đâu? À, hết mẹ đường rồi. Chạy. Trên bàn lấy cái súng rồi. Rồi, tôi xin phép. Đi. Các bạn thấy nó đeo có map này để bắt chúng ta đâu? Ở đây là gì? Ôi mày cất đi. Đây là sao? Mày dọa đi con. Đéo hiểu chuồng gà chỗ đéo nào game. Phải có map chứ. Làm đéo gì? Gì cái con mẹ làm nào nhỉ? Sao nó bắt được mình nhỉ? Đi nó hút. À súng này là súng hút. Còn vậy bẩn. Đúng rồi, đấy súng gravity thôi. Đi ra mấy thằng này nhận nhiệm vụ khác đi. Cái này có vẻ dễ này. Lái xe buýt của nhà trường lao xuống dưới nước. Cố lên đạt, anh em mình phải có một trận thắng. Đi tìm cái xe buýt nhà trường đi đã. Xong rồi anh em mình vào nhận nhiệm vụ. Đi tìm đi nha. Tìm cái xe buýt nhà trường. Nó chỉ loanh quanh đây thôi. Ở chỗ bãi để xe xem có gì cái xe buýt không. Tìm nhanh chưa lên nha. Đi con mẹ. Nó tìm. Đi, nó kinh quá. Đi. Vãi cả cướp đi. Ôi ôi.
mẹ với thầy đi chạy thôi, phải sao có cách nó ra nó mới đeo bắt được, cứu tôi với, con thằng tây điên loạn trên trường này. À đây chạy rồi gì đâu, trò bình tĩnh, thầy không làm gì em cả. Đi. Mẹ sao này, tìm thấy cái xe buýt chưa? À, thế rồi tốt đó. Em đang đi rồi đâu hồ đâu. Ờ đấy, rồi làm béo gì cho đời. Hồ lái, tao nhận nhiệm vụ đã thì mày ra sẵn cái hồ đấy, tao nhận nhiệm vụ xong tao đã lao xuống hồ luôn. Đang tìm hồ. Đi ra bên ngoài mà tìm hồ. Biết chuồng gà đâu rồi. Rồi, biết chuồng gà ở ngoài thì rồi, biết rồi, tìm hồ đi. Để biết hồ đâu luôn. Làm nhau gì luôn, Hồ đâu. Đi xung quanh xem. Chưa nhiệm vụ không lo thời gian đâu. À đây. Thấy hồ chưa? Thấy hồ đừng có la xuống vội nhá. Đứng trước hồ đã. Đây có phải hồ không ta? Mẹ cái hồ không biết là cái hồ à? Thế mà đây là hồ hay biển đi con mẹ. Biển đi con lồn thì con gì nữa. Đứng ở trước này đi, tao ra tao nhiệm vụ lao lính nhá. Vũ đang canh ở chỗ nhận nhiệm vụ nhá. Đi về. Vũ canh về cho nhiệm vụ. Hút được cất tao. Ôi đi. Con. Ôi, em đang ở hồ dưới này. Đời đéo được. Cái chỗ này nó canh về ở chỗ nhận nhiệm vụ rồi. Bắn tao đau quá. Nhanh lên là gì, chờ anh lên. Đi. Tao ngã này. Chết con mẹ nó rồi. Đấy không phải là mẹ môi trường sư phạm cho mấy thằng ngu lười. Đi ra ngoài ngay. Mẹ khốn nạn. À, đấy, yên tâm cứ đứng đấy đi. Để tao mẹ lấy đồ đã. Lấy mày ở chân ai chứ cam bẩn với lồn. Cam lồn đâu. Chả cam với lì, tao tìm vũ khí chơi thầy đã. Vậy, phải có vũ khí mới chơi thầy được. Nếu có cái vũ khí nào khác ở trong cái trường này à? Vũ khí nó bá đạo quá. Gì đây? À cái này à? Ờ, đúng rồi. Để xem nào. Ui dồi ôi. Chó Dũng đâu rồi? Chó Dũng với chúng tôi. Được chưa? Thằng Vũ nó lấy được cái jetpack rồi, lúc nãy là nó có cái jetpack đi mẹ. Đây là giáo sư ở trong người nhện à? Mẹ nó không phải là mẹ giáo sư gì ở người nhện kìa. Lao xuống đi đặt, lao đây. Thầy giáo nó biết hạ như nào. Đi mẹ chạy đi con mẹ. Đâu? Bây giờ thì cho đi đâu? Đạt chưa lao xuống à? Ra khỏi trường chơi ngay. Thằng Đạt đâu rồi? Em lao xuống rồi mà. Sao nó đéo được? Đây đéo phải hồ rồi, đây là biển. Còn mẹ, đúng rồi, đây ngoài này là biển mà. Tao xuống có mẹ biển rồi. Còn... dây với cả mẹ professor. Con mẹ professor kinh quá. Em thấy cái đéo gì rồi. Đi hồ rồi. Em là chân vịt mẹ rồi này. Tao cũng chân vịt rồi. Đâu nhỉ, anh em đâu nhỉ? Mẹ vấn đề là... biết hóa ra là thằng Đạt có biết chúng xe buýt đéo đâu. Đâm cái xe đéo gì chứ. Xe buýt đéo lái xe đéo gì. Scoot bus gì đó. Cái gì? Xe buýt đéo gì đó. Scoot bus đây. Xe buýt vẫn ở trong trường đây. Thật, xe buýt vẫn trong trường mà. Nó đi spawn. Hồ đây này. À đâu? Đây là cái hồ bơi à? Có phải là hồ đéo đâu. Đây là hồ bơi mà. Mẹ thằng Vũ nó bắn tôi phát bay và ông phản lăn ra biển mẹ luôn ạ. Đúng hiểu. Thì về jetpack này là còn đéo coi á, kéo có vậy năng lượng ạ, bay mẹ tẹt vô ạ, sướng à đây rồi, cho đi rồi. Đi mà bây giờ bố thất sờ kinh quá. Mẹ giáo sư, mẹ bố đây đâu chịu được rồi. Đi. Giáo sư bây giờ còn hơn cả trong người nhện con mẹ nó rồi. Rồi ý là cháu Dũng bay đi đâu đấy nhỉ? Octopus con mẹ nó kinh đéo chịu được. Mẹ Dũng ơi, đâu thầy ơi? Bay trên trời tìm mà mẹ. Đây đi à. Đấy hiểu có hồ em lại lấy xe buýt rồi đây. À lấy rồi à. À đây cái chuồng gà đây. Bây giờ biết cái chuồng gà ở chỗ này.
Đây chuồng gà chuồng bò. Đây này có cái bể bơi này đã này. Bể bơi đâu, bể bơi đâu? Đây này gần gần chỗ biển. Mẹ trông giáo sư bay kìa. Ờ. Rồi, đây rồi, chào đạt đây rồi. Mày cứ đây 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 chỗ anh đang nhảy nhảy đây. Đây. Đấy chỗ anh nhảy nhảy cái bên cạnh có cái hồ chỗ có cái bể bơi. Đấy lao xuống. Đâu 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 đâu. Đấy. Đây 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 đây. Rồi. Ờ hoàn thành về nhiệm vụ rồi. Ờ. Fail rồi. Fail nào? Thắng mẹ rồi. Bây giờ là bắt thằng ném vào bể bơi. Cứu em dậy. À cứu dậy ở đây để thầy cứu. Bây giờ phải một thằng nhận nhiệm vụ, một thằng bắt, một thằng vứt xuống bể bơi đấy mới được. Cảm ơn anh em Lam. Phòng thí nghiệm có mỗi một cái vũ khí thằng Vũ lấy con mẹ rồi đâu. Có mỗi một cái khẩu súng ấy làm đéo có cái gì khác. Nó lấy mẹ rồi, thằng bất dậy. Ở đâu nhỉ? À đây rồi. À không, cái này trong này là có thể mẹ trang bị được, là ai cũng lấy được. Mày vãi lộn lại vứt thì mẹ mình ở trong trường vứt mẹ ra nhà dân cách này khoảng tầm 500 mét ạ. À. Yên tâm, tao sẽ báo cừu. Mẹ... xem gì cái đấy? Ờ, không phải ai có jetpack mà chơi đâu. Đâu nhỉ? Cái lớp, rồi, ở, chỗ, cái lớp ở chỗ đéo nào nhỉ? Nhớ mẹ, đi. Lớp, mẹ thằng Vũ chạy cái lớp. Cam vãi lộn. Nó bay trên trời, nó cam đấy. Thì nào thì ông làm gì? Ôi giời ơi, hút thì đéo được. Đạt ra nhận ra mày ngu, thằng Vũ đang đuổi tao phải bắt một thằng ra bể bơi đấy, đúng rồi. Đừng có để nó để tao xuống nhận nhiệm vụ. Đừng có để nó bắt nhất được nhá, xuống bể bơi tao nhiệm vụ đây này. Ơ kìa, rồi ném xuống đi, nhận rồi đây, ném xuống đi. Ném luôn. Ném hút được nhỉ? Ờ. Vào đây, đi ném ai, vào trường. Hồ đâu, cái hồ hướng nào anh em? Nhớ biết cái hồ ở chỗ nào. Cái hồ hướng nào nhỉ? Hồ. Hồ gần chung gà. Ừ, phải có cái chung gà cơ. Gần đường này, đường mẹ. Đường này. Phải bể bơi ở đây mà. Ơ đi mẹ, nó chặn ở bể bơi rồi. Đâu nhỉ? Nó ra chỗ bể bơi rồi kìa. Cái trò đâu rồi? À thằng màu vàng à, phải bắt thằng màu vàng, đã bắt nhầm rồi. Em bắt thằng màu vàng mà. Ờ thế à, tôi chạy đây, chạy đây. Nhưng mà đấy biết bể bơi đâu, con mẹ mày đéo có. 20 giây thôi, cố lên nhá. Đây, tao nhìn bể bơi rồi, tao biết chỗ bể bơi rồi. Tao biết bể bơi rồi. Cố bể lên. Đâu? Đằng này cơ. Đi, có mẹ cơ, đi lốt đi. Đéo có map. Đây, nhớ đường rồi. Đi. Phêu mẹ nó rồi. Bể bơi đi đây. Ơi đi. Bể bơi đâu, bể bơi đâu? Vũ à. Bây giờ tao nhanh lắm. Bố láo với chúng tôi à. Rồi. Chạy cũng tít đấy. Tít chứ. Mẹ cái chỗ lấy mẹ vũ khí ở đâu nhỉ? À. Tầng 2 à? Okay, okay, okay. À, hóa ra là tầng 2, còn mẹ chiến thắng một trận đấu tay đôi với cả một thằng mẹ. Ôi giời. Đi. Đôi với thầy này. Đi con mẹ. Vũ khí mày nó bá đạo quá. Vũ khí nó bá đạo mày quá đi con này. Vũ khí nó bá đạo quá. Đạt cố gắng chiến thắng đi. Có cái gì đây? Mẹ nó bắn tao bay từ mẹ trong trường bay mẹ tận đâu ạ? Sợ mê lờ. Ra biển. Lồn tay. Dây thừng mất mẹ rồi. Ê, chào thầy. Anh em chào. Nó xịt cái gì đấy? Ôi mẹ, thuốc xịt mũi à? Lồn với... Ôi đi. Nó có cái vũ khí kinh quá.
xịt với thầy này. Đéo chơi được. Bạn lần sau anh phải chiếm cứ cái vũ khí này ngay. Ra ngoài chơi ngay. Rồi, cho lúc đâu? À, chạy à? Chạy thôi. Ta... Ai đi? Còn lại. Chạy làm sao được hả cho? Đi. Game có cái này im bao. Môi trường đi. Sư phạm là không thiếu chất nhé. Môi trường sư phạm. Đi. Thua mẹ rồi. Thế là thằng Đạt cứ nhận nhiệm vụ sao nó béo gì? Thua là phải thôi. Burn map copy other map teacher how đi. Phải đi đến nhà của mẹ. Ồ? Cô giáo dạy toán rồi. Đâu? Đốt bài thi. Mẹ ở nhà cô. Đúng rồi, cái này được cái Đạt ạ. Thằng Vũ nó biết nhà cô ở đâu đâu, chỉ có anh em mình biết thôi. Thì biết không? Ờ. Đến nhận nhiệm vụ rồi à? Ờ. Tao có jetpack thì tao bay đi luôn cho nhanh. Đốt đâu bây giờ rồi? Phải có lửa cơ. Có lửa đâu? Biết nhà cô đâu? Biết nhà cô, biết con nhà cô ở đâu rồi? Biết chưa? Biết rồi. Ờ, vụ nào biết đâu, nó đang bay ở trên trời đi tìm đấy. Ờ, nghe thử chạy đến linh. Đi con về. Nó canh mẹ ở chỗ này để làm nhiệm vụ đi Đạt, tao sẽ câu thời gian. Ờ. Câu này, ai đi con mẹ đã tận sang tận bên kia rồi à? Đi. Nhưng mà đốt kiểu gì? Ờ, phải có lửa. Làm sao để có lửa thì đéo biết. Em đến nhà cô giáo rồi. Đến đi, vào trong xem nào. Có nhà cô giáo thật à? Vào trong xem nào, có khi là nó có cái... Nó có ấy đấy. Thằng Vũ đang đi truy tìm đấy. Phải có cái đốt thật. Đi con mẹ. Phải giết Vũ thì nó mới hết vũ khí được. Giết quá, phải tí. Nó hiểu. Game này nó là đéo có chỉ dẫn tutorial có gì cái à? Kìa, có cái chỉ màu vàng cái kìa. Ừ đến rồi nhưng mà đéo còn đéo đốt được. Đi, nó bị Vũ bắt rồi. Chết mẹ luôn rồi, em đuối máu quá. Yeah. Có cái gì đốt. Đi, con Vũ chó kia rồi. Chạy đi đâu? Chắc phải ra shop mua. Mua. Shop mua đồ. Mua cái gì? Đâu nhỉ? Bees. À, hóa ra đi ơi, đi mà nó hút nhanh ra đi con mẹ. Đúng đéo hiểu có súng không? Ờ, làm đéo gì? Tao có súng thôi, làm đéo gì cho nhau? Ờ. Để có súng rồi. Ờ, làm đéo gì cho đời? Ờ. Giờ tao có súng rồi. Ờ. Tìm shop đâu ta? Để rồi. Ờ, phải tìm được cái shop. Ờ, phần nhà bếp á. Bếp ở đâu? Nhưng nó hút được nhỉ? À, hiểu rồi. Mẹ, rồi, tao biết cách hút rồi. Thằng Vũ chó đâu rồi? Tao biết, ở trường ấy. Hóa ra là nó phải ngắm nó mới bắn được. Mẹ. Mẹ. Lúc nãy không biết ngắm, không biết là phải ngắm. Cái sốt nó... Shop chỗ nào chứ đéo biết được shop chỗ nào luôn. Bay nhìn shop xem nó ở chỗ nào. À, thế là phải đi museum à. Ướt. Thế này mình phải thuộc map cơ. Không phải, nhưng mà cái hình thù shop nó phải ra cái hình thù dưới đây, nó còn đéo có hình nó thù. Nó là cái nhà kiểu cấp 4 ấy. Máy bằng, nhà một tầng. Nhà thì tao biết rồi còn gì. Nhà cô giáo gì đến rồi đây đúng không? Mày không đốt được đúng không? Ôi đi con mẹ! Đi mày đang sinh trong nhà rồi! Đi! Con... Đi! Máy bay ngoài cửa lớp à? Đi! Rẹ nó sinh trong nhà, thằng mất dây! Tìm được chỗ mua chưa để anh em bị tấn công vào nhà? Cũng làm sao được? Tao có súng rồi yên tâm! À, có súng rồi à, lên đấy! Căn bản là mình đéo thuộc map hay khó chịu vãi lộn, là có map à? Nhà máy bằng cấp 1 à? Đạt phải lỡ, thằng Đạt lên tầng 2 lấy khẩu súng kia thì mới được. Thôi một người thôi, chứ hai người cùng súng thì Vũ này lại mất cân bằng quá. Thôi. Đây đéo cái súng em. À đây shop rồi đấy thì mẹ. Tao mua luôn con 8 giày thùa mẹ rồi, nhớ vị trí chưa? À để xuống xem các trò thế nào nè. Rồi cháu Dũng đâu rồi?
cháu Dũng với chúng tôi này đi thế trận rồi đi con mẹ mỗi lần chạy nó quăng quăng thầy mấy luôn mỗi lần chạy nó quăng quăng hết mẹ rồi ra để tìm tổ sư nốt trận cuối nhá mẹ trận này phải thắng thế này mày biết rồi nhá mày biết vị trí sót rồi đúng không đi một tí lại quên thôi mày điên cả nó mà nhớ được nó là cái vị trí nào là được mà lấy cái jetpack với cả lấy ghế đây lần này phải thế này mẹ anh phụ trách lấy đồ nhá em lấy đồ chơi em đi làm nhiệm vụ đồ chơi gì để ngăn vũ em đi làm nhiệm vụ nếu đừng để mất súng đấy mẹ súng cũng đéo biết vào phòng nào cơ thì mẹ nãy vừa vào phòng nào lấy súng đi rồi quên con mẹ rồi nhảy cùng với năm học sinh ở trên cái với cái pô gốc sở tích a lấy cái bay nhảy lúc đấy của máy đạt ạ xong rồi nhảy đầu năm đứa là được đi tìm Vũ đâu rồi? Vũ với chúng tôi à? Rơi xuống đáy map mẹ. Vũ rơi con mẹ xuống đáy map rồi, dùng đạn đấy bị đâm rồi. Vũ xem nào. Còn giận đuôi. À, lên được rồi. Đi tìm cái nhảy đi Đạt, lúc nãy ở trong cái phòng thể dục có cái hai cái nhảy đây. Đi tìm đấy. Vào phòng thể dục. Mẹ chạy con mẹ ra ngoài. Ấy rồi. Uầy, bên này có cả cái sân bóng này xịn thế. Vũ nó lấy cái jetpack nó đang bay ở trên cao tìm đấy. Tôi đi mẹ đi. Luôn thật cho nó nhanh. Đấy. Được ba cái kìa. Vụ đéo biết tao ở đâu em đang bị một đống bọn đuổi đây. Xong. một nhiệm vụ xong. Đánh nhau ở quán cà phê. Rồi. Cà phê trước mặt rồi. Đang gầy mẹ chấn áp tội phạm thôi. Chấn áp tội phạm với chúng tôi à? Đầu tiên tìm cái quán cà phê nó ở đâu đã? À không, nhận nhiệm vụ này chắc nó chỉ cho mình luôn. Ôi thằng Đạt bị bọn kia đuổi kìa. Vai Linh Đạt bị. À đâu, đây là mày đang chơi. Đập quả bóng này mà. Chào, vào đây. Con mẹ, ai ơi. Rồi. Chưa nhận nhiệm vụ à? Lâu đấy. Đéo nhận. Nào. Đó phải bị đuổi còn gì nữa. Vãi lộn. Vãi lộn. Chết mẹ luôn. Ok. Nó chỉ quán cà phê Teria chưa? Ở đâu? Ta phải đi thám thính xem cái quán cà phê ở đâu đã. Và anh em phải đấm nhau mới được. À đây phải đấm nhau mà dùng thức ăn để đập nhau. Chắc đây rồi. Ôi chú đấm nhau rồi. Em gây lên đội chiến rồi này. Đây. Tìm cái cả chiến đấm nhau rồi. Đây. Mẹ. Đường vào đâu? Được vào đâu? cà phê đâu? Anh tìm được có cà phê gì á? Đi còn mẹ. Căng tin đâu anh đi. Làm đéo gì nhau Tầm này rồi mà Vũ. Tầm này rồi mà. Chơi đi. Đây là cái căn nhà trắng trắng ở ngoài đây. Thằng Đạt dấu hiểu được.
Vũ đéo tao làm gì luôn rồi. Ờ. Chết mẹ rồi. Ờ, Vũ chết con mẹ rồi. Ờ đi. Ờ. Ờ, Vũ lại rơi xuống đất rồi. Ờ. Ờ. Là đấm nhau thôi. Ờ đi hết mẹ thời gian rồi. Không hiểu. Thằng đặt lên cái rất bách với cả cái gì đi, đấm nhau mãi chưa xong à. Đi. Còn đéo đánh nhau với em ấy. Mày phải đấm cho nó gục thì thôi. Thôi. Tầm này mà. Nào, bây giờ phải cho một cái gì? Lấy một cái tờ giấy. À cho cái máy bay giấy. Bạn phi cái máy bay giấy vào trong văn phòng thầy hiệu trưởng. Đấy này. Đéo mẹ máy bay giấy phải ra ngoài shop mua, thằng Đạt biết cái vị trí shop chưa? Máy bay giấy. Nhặt được trong trường sao ấy? Nhặt được trong trường à? Ừ. Thằng Đạt bây giờ còn đéo cả jetpack thì mẹ đéo hiểu chơi bời gì. Chơi chạy bộ thì đéo ăn thua. Ờ. Mày nhìn thấy cái máy bay giấy rồi gì hay là như nào? Em nhìn thấy rồi mà. Nó nằm ở sân trường hay là như nào? Chắc em đặt ở đâu ấy. Thế mày kiểm tra sân tác xem nào. Không có. Mẹ đi tìm tiếng ra nhỉ? Tìm phải lấy phải lấy máy bay trước thì mới nhận. Ờ, lấy máy bay đã. Thằng Đạt phải vào trong trường ấy. Ờ, hút ra được tao. Ờ, xa đéo hút được. Ờ. Ờ. Nhớ chắc dễ đâu nhỉ? Đâu rồi, cháu Dũng đâu rồi? Sợ à? Bay đi mất rồi. Đéo đứng đêm gì, ta còn đang đi tìm máy bay. Máy bay trước nhặt ở dưới đất mà. Đi. Ờ, như nhau thôi, khác nhau gì. Ờ, bắn ta bắn lại ngay, phản công ngay. Tầm này. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Solo A mà, tầm này tôi solo Vũ luôn mà. Vấn đề thằng Đạt nữa. Máy bay giấy, mày thử ra shop cho nào. Cái shop ở chỗ nào, nó hình màu như nào. Đó, màu gì? Joker ấy, cho cần có biển Joker ấy. Bi ôi, Joker á. Cái Joker ở đâu? À rồi, nhìn thấy rồi. Đây, rocket đây thì dốc. Đúng là như vậy đấy. À Vũ. Vũ à. Cuộc chiến giữa những siêu nhân à. Vũ với chúng tôi này. Chạy nhanh lên. Thì mẹ đéo có. Đéo có cái ấy ở đây, máy bay giấy ở đây. Máy bay ở đâu nhỉ? Vào lớp à? Trong lớp học, vào trong lớp học tìm. Trong lớp học. Đi vào cái lớp học đi. Máy đang trong trường chứ đâu, đúng không? Ờ đây. Ơ đi con mẹ con chó nó dính tao. Ờ làm nhau với nhau ờ. Ờ làm nhau gì luôn ờ. Đây rồi. Ok. Vũ đi nó rút vũ khí nhanh thế. Nhân này cho Dũng này. Đi. Hey, mày đi đâu? Đi. Ôi. Mô con chó. Đạt đã lấy được rồi, tốt. Đi đâu đấy? Mô đào mà. Đi đâu đấy? Nó bắt được mày là mày cũng bắn vào nó luôn, Đạt ạ, là cả hai đều vậy.
tụi với chúng vu này. Chạy thôi. Tụi với chúng vu này. Ờ, đéo rút được vũ khí ra đâu Vũ ơi. Đéo mà rút được vũ khí ra đâu. Một khi đã thế này thì đứng dậy em ơi. Rút vũ khí này. Rút vũ khí với chúng tôi à. Ngoài. Lão thật đấy. À đi cơ mẹ. Vũ khí. Ờ làm mẹ chết chưa đi dậy. Đâu rồi? Thằng nào đi tìm tàu bay đi. Đang tìm đây mà đéo thấy. Chưa thấy. Đấy thì vũ này. Đứng dậy làm đi cầm mẹ. Đang cầm vũ khí cần đéo. Này thì cần đéo gì này. Chỉ có chết thôi. Ơ sao ấn mẹ cái nút gì mà nó đờ mẹ người ra làm được gì này. Đây vào đấy thôi. Chắc là thấy ở tầng 1 thì sao ấy. Để tầng 1 tìm này. Ta bị lỗi thì đéo nào rồi, đéo di chuyển được này đàn này. Ngon. Đứng một chỗ mẹ rồi. Chạy rồi. Kẹt mẹ chân vào cái đất rồi. Đấy. Ấn L đi, ấn L đi cho respawn. Đàn ở đâu nhỉ đàn ơi. Phải đi tìm trong tất cả các lớp cơ. Thằng Đạt đéo biết tìm thì tôi biết làm đâu được. Tôi đang chiến đấu vãi luôn. Tìm thì đéo tìm. Tìm vãi luôn mà nãy đéo ra. Nãy mình nhận được mình đéo làm gì mình cũng vứt mẹ đi mà. Không tìm thấy Đạt đâu nhỉ. Tao đoán là nó một trong các lớp học. Đi tìm các lớp học chưa. Anh em có anh em là nhớ đấy tao cầm được nhặt ở đâu không. Phòng này là có bình xịt này. Phòng này là có bình xịt này. Sấy trên bàn không phải. Lấy giấy á? Không phải. Phải lấy giấy á? Không phải. Đấy đúng mẹ rồi. Đạt ngu vãi luôn. Thế à? Nhận nhiệm vụ đi, nhận nhiệm vụ đi, nhận nhiệm vụ đi, làm nhiệm vụ đi. Em đang ở ngoài xa. À tốt. Không hiểu làm gì nhận ở ngoài xa làm đéo gì. Đi đâu đây? Ai cam ngay ở chỗ nhận nhiệm vụ thì tính. Không hiểu đi ra xa làm cái đéo gì. Nhận chưa? Đang ngoài xa chưa? Thế thì còn nước non gì? Đang định nhận nhiệm vụ ném em ra xa mày cướp rồi. Mày quay em có dẫn em quay lại. Không phải lo. Ôi đi con mẹ. Ra ngoài nhận ngay. Rồi nhận nhiệm vụ rồi nhưng mà mày đéo hiểu sao cái phòng của lão hiệu trưởng đóng mẹ cửa đéo hiểu. Đóng mẹ cửa đéo vào được. Mẹ. Thì hai cái mũi tên kia là cái đéo gì nhỉ? Mũi tên chạy được đấy. Cái sổ vào. Mày xử lý Vũ nhá. Vũ với chúng tôi này. Cái đạt đâu rồi? Đi biết sao rơi rồi. Đây phòng dưới, 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 phòng này. Ai đây? Sao thằng này? Đây này, trong này có đây này. Nhận xong rồi nó mới ra nhưng mà vấn đề là à. Đâu nhỉ, các trò chỗ nào ấy nhỉ, trò ơi. Ơ đi có máy sắt nó đóng không? À phải ra ngoài ném vào à? Phải ném qua cửa mày sổ là... đúng không? Mày qua đấm cửa sổ ra, dùng tay không đấm cửa sổ ra rồi ném vào. Nhanh. Mẹ phòng lão ấy ở đâu? Chết mẹ rồi, kẹt ở đây rồi. Rồi biết phòng hiệu trưởng đây rồi. Thiếu hiểu à, bọn làm map đi. Trời ơi, sao? Rồi, bây giờ ăn cắp quả bóng, đặt nhớ chưa? Ăn cắp quả bóng của bọn Football Player, đơn giản lắm.
Nhớ vị trí đấy đâu, chiếc máy vừa mới ăn cắp của chúng nó đấy. Nhớ chưa? Chờ, nhưng em cũng không nhớ lắm đâu, nhưng mà cái sân vận động màu xanh đây. Ra cái sân vận động. Một thằng ra sân vận động đi. Sân vận động đâu nhỉ? À đây rồi. Đạt nhiệm vụ luôn nhá. À thầy giáo Vũ. Thằng Vũ ở đây, cây ở đây, nhiệm vụ xong ra đây nha. Mình chơi với Vũ thì mới được. À Vũ ăn cắp bóng luôn. Thầy ăn cắp bóng. Thầy mượn thôi, thầy chỉ muốn giúp các em thôi. Thầy mượn thôi này. Thầy mượn thôi với chúng tôi này. Cảm ơn em đã giúp thầy bay vậy. Thầy đã giúp kịp vũ khí đâu thầy ơi. Rút vào mắt thầy ạ. À, ngã xuống đây và giao bóng ra đây cho chúng tôi. Ờ hay quá, đi ra ngoài rồi. Rồi. À chúng tôi á. Thầy rồi, đi con mẹ. Đạt kia. Thầy bị chết. Nó chết rồi. Đón. Thầy với chúng tôi. Có bóng quay về với chú cũ à? Quay về chú cũ rồi. Thầy với chúng tôi này. 26 giây có tìm được cướp. Đi về. Thế mà tôi đéo nó thằng Vũ nó đéo chết nhở? Hay xuống đây thì mẹ đéo bao giờ tìm được. Xong rồi. Thằng mẹ luôn. Bây giờ cần phải mua trong shop là đây, ra shop luôn, mua Facebook luôn. Ủa, có cái gì đây? Vũ bây giờ còn đang bận hồi sinh, em ra Facebook mua cái luôn, ném vào trong library. Tầm này thì mình thắng mẹ, có thể nó là tuyệt mẹ nó đối rồi. Anh ra mua đi, em ra nhận vụ cho. Mẹ tao đang bị đầy đồ, làm nào để bỏ bứt bất đơ. À đây, có. Cái lighter ở đâu anh Dũng ơi? Cái gì? Lighter là cái đéo biết đéo được. Ok. À có, ngoài shop mình có cái lighter. Shop mình chỗ Joker đây á? Hay là đâu? Ngoài shop Joker đây. Bao tiền cái lighter? Biết đéo được hình như là 70 đô hay sao? Thế thì lột, mình thường mua kiểu đéo gì? Tao có mua cái lighter đéo đâu? Library đâu Đạt ơi? Tìm được chưa? Tao mua xong mẹ firework rồi, bây giờ tìm cái lighter, à cái ấy thôi. Library là một cái nhà một tầng cách biệt với lại gần trường học. Nhà tầng dài. Cách biệt à? Dài. Ờ cách biệt. Ok. Nó như kiểu một khu ấy. À, đi thử cái này xem. Phải nhận nhiệm vụ đã, một thằng phải ra nhiệm vụ đã. Tốt. Đâu chỗ nào? Cách biệt một khu. Thằng Vũ nó mua cái bật lửa làm cái đéo gì đấy. Điên à, Vũ điên là tự đốt trường à? Cách để không bị học sinh phá trường là đốt trường chứ đéo gì nữa. À? À đây là gương đôm, đéo phải. Phóng nhóm cái này được cái gì? À, vậy em vũ khí xịn đấy đúng không? Điên, Vũ nó phóng cái đéo gì rồi vậy? À đây, em tìm được thư viện, rồi. Nó xong này. Nó ở đâu? Nó trong trường tầng mấy? Tầng 1. Tốt. Đây, cho em đang bay này. Ta vào trường rồi, vấn đề là chỗ nào? Nó là tòa nhà mà nối sang ấy, đây này. Ý, con mẹ thế bảo trong trường. Đây, anh đâu rồi? Rồi, Dũng đâu rồi? Đây, tao bay trên trời này, trên đường ở trường này. Đây, em chỗ này. Thấy mày đéo đâu? Em chưa này. Xuống. À, rồi hiểu. À, đúng rồi, nhiệm vụ này có phải là ném vào trong library đã ạ? Là sao? Là sao? Đi về trường của mẹ rồi! Đi, Vũ chơi cái đéo thì bắn vào em! Bắn cái đéo gì kinh thế? Đéo hiểu! Chạy đi đâu? Đâu rồi? Cho Dũng đâu? Cho Dũng đâu này? Xin đi! Cho Dũng đâu này? Vũ là gì? Chết con mẹ rồi, phải ném vào trong đầu cái con mụ thủ thư. Tao bắn trượt con mẹ nó rồi. Phải ra mua lại nhanh. Mua đi, nhanh lên. 2 phút, mua chưa Đạt? Mua đéo đâu em, mua.
mà phải ném vào đầu có mụ thủ thư. Mình lại cứ nghĩ là mẹ ném vào trong thẩm đạt có thấy cái con kiệm mụ cái vàng vàng. Dồ cơi kìa, thằng đạt mù mắt à. Cửa hàng dô kết kìa kìa. 2 phút kịp đấy. Thằng Vũ sẽ canh me con mụ thủ thư đấy đạt ạ. Nên là mình phải mẹ... Mỗi đi mỗi thằng phát. Ơ đi cơ mẹ. Sao cầm tao lên rồi à? Ấn mua nó nào? Vũ vào nhá, chạy nhá, Vũ bắn nhá, tao chạy đây. Vũ nó thanh toán đạt rồi. Làm nhau gì luôn về mẹ trường rồi về trường. Cô đi đâu cô ơi? Đâu rồi? Rồi, thư kia rồi. Cô của em đâu? Cổ thủ với trả thư. Cô của em đâu? Cô của em đâu? 4-1 ngay mẹ. Chiến thắng của các học trò. Đem con mụ đi giấu ấy. Nhìn tôi khẳng khiu này. Bê đi đéo được. Đem đi giấu. Nó hiện màu vàng lên giấu thì đéo được. Win ngay. Chơi bẩn đéo chịu được chơi 2. cái này chơi được. Hình như tối đa là 8 người hay sao ấy. Rồi, bắn nhau chắc đéo mình biết cái gì nữa. Rồi anh tôi chơi trò này đây tôi anh em ạ. Bây giờ ra tôi chơi một cái trò khác.